sweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past cause it always shows. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại, đã comeback sau một thời gian rất là lâu, 4 tuần bị dịch. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tục là một cái dự án ở trong Hà Nội. Và có một tác giả, có một khán giả, trời ơi đấy, lâu không nói đâm ra là nó bị nghịu rồi. Có một khán giả có comment cái mà video tôi review cái Golden Park ở chỗ công viên Cầu Giấy ấy, thì tiện ở đó thì anh review luôn cái Luxury Park View đi. Luxury Park View bây giờ chúng ta khởi hành luôn nhá, để xem là Luxury Park View nó có phải là cái view cao cấp như chính cái tên của nó hay không. Hôm nay là thời điểm mới hết giãn cách nên là mình vẫn hơi ngại đi vào khu dân cư. Nên là trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không được review chi tiết bên trong thực tế mà chúng ta sẽ ngắm qua bên ngoài, mong anh chị em thông cảm nhá. Mà rất là may hôm nay là một ngày trời nắng rất là đẹp. Nhạc chill, phố phường tấp nập, ánh nắng dịu nhẹ, mùa thu Hà Nội. Trời ơi, hôm nay là đi review là miễn chê luôn mọi người ạ. Phải nói thật là trước khi bật camera lên là tôi có rất là rất là hồi hộp ấy. Rất là lâu rồi mà không được quay, được đi trải nghiệm, được đi chia sẻ những cái thông tin kiến thức về đô thị, về bất động sản, về gì đấy ABC cho mọi người. Vừa hồi hộp vừa thích, lâu lắm rồi thèm cái cảm giác đi ra ngoài đường, thèm cái cảm giác mà được nói chuyện với mọi người qua cái camera này. Trời ơi, miễn chê luôn, mà hôm nay đường đẹp đấy, đấy mọi người nhìn xem được. Cái thời tiết này nhé mọi người nhé, không đi review dự án mà ngồi cà phê bạn đỉnh. Tất nhiên là những cái quán ăn bây giờ, quán cà phê nó vẫn chưa được mở. Nhưng mà cái thời tiết mùa thu này rất là may, đợt vừa rồi là dịch kiểm soát một cách khá là tốt. Đâm ra là hôm nay chúng ta có cơ hội đi ra ngoài. Thì đây là một cái dự án văn phòng đã bỏ hoang rất là lâu rồi. Xong nối tiếp thì chúng ta sẽ có Keangnam. Có thể mọi người đã biết Keangnam là một bất động sản có diện tích sàn xây dựng lớn nhất tại Việt Nam bây giờ. Còn to hơn cả chỗ Landmark 81 ở Sài Gòn hay là Lotte Center ở Liễu Giai, Hà Nội. Đây, còn bên trái thì chúng ta sẽ có Ban Tôn Giáo Chính Phủ. Đây, chỗ Thái Nam Building này. Ôi, tòa nhà này đẹp phết nhở. Đẹp cái khu này, khu Dương Đình Nghệ này. Giờ rất nhiều cơ quan, những cái công ty tập đoàn lớn về văn phòng ở đây. Văn phòng đây rất là đẹp. Đấy, xa xa chúng ta đã nhìn thấy cái khu Golden Park Tower hôm trước chúng ta đã review. Bên phải thì có một cái tòa nhà mới xây nhá. Anh chị em nào có biết cái thông tin về tòa nhà đấy thì có thể comment ở bên dưới để cho cộng đồng chúng ta cùng được biết được không ạ. Tôi thì tôi thấy tòa nhà này rất là cao, ngang cái Golden Park View ấy. Nhưng mà rất là lâu rồi mà chưa thấy tiến độ triển khai có cái gì là thay đổi. Rồi chúng ta đã tới ngã tư giữa Phạm Văn Bạch và Dương Đình Nghệ. Bên trái đây, bên trái là Golden Park Tower đây. Tòa nhà này không quá đẹp thực sự. Ở vị trí này nhưng mà trông nó không được sang ấy. Cái nước sơn của nó kìa, mọi người nhìn này. Phần khối đế, trung tâm thương mại, bể bơi các thứ thì nó có một cái màu vàng nó nhạt nhạt. Còn ở bên trên thì nó chỉ là cái màu trung tính, gọi là màu trung tính. Nhưng mà hôm nay sướng quá, hôm nay kiểu rất là lâu được lên hình phê vãi trưởng. được nói chuyện với mọi người, được mặc dù là qua cái camera nó rất là khô cứng này thôi, nhưng mà được đi này, được chia sẻ này, được kiểu chém gió ấy, rất là phê. Cái khu Luxury Park View này nó ngay đằng sau khu The Star Tower mà hôm trước chúng ta đã xem ấy. Một chút nữa là chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Đây, khu Star Tower ngay bên trái đây. Khu Luxury Park View là chúng ta sẽ phải rẽ vào luôn. Đây, đường ở giữa cái cây xăng và khu Star Tower đây. Thì đó là khu Luxury Park View. Luxury Park View nằm trong một quần thể khá nhiều dự án xung quanh công viên Cầu Giấy như là Sky Park Residence, Golden Park Tower, Star Tower, các chung cư cũ trên đường Thành Thái, hay một dự án cũng rất là mới và chuẩn bị vào hoàn thành đó là The Park Home. Đấy, mọi người có thấy là các cái dự án mà xung quanh công viên Cầu Giấy hay có cái tiền tố Park trong cái tên của nó không? Luxury Park View thì được xây dựng bởi chủ đầu tư Phan Nguyễn và bàn giao năm 2020. Chủ đầu tư này thì mình cũng tìm hiểu gần như là cũng không có thông tin gì nhiều ở trên mạng. Họ chưa từng xây dựng cái dự án nào khác ngoài cái dự án này. Nếu mà anh chị em có thông tin nào thêm thì hãy comment ở bên dưới cho mọi người cùng tham khảo nhé. Dự án này thì bàn giao vào đầu năm 2020, đến nay thì vẫn còn khá mới. Tuy nhiên hiện tại với phân khu cũ ấy, thì mọi người chỉ có thể mua lại căn hộ chuyển nhượng thôi. Đây, tới dự án rồi. Đây, Luxury Park View đây. Nó có một tòa nhà duy nhất thôi. Dự án gồm có 25 tầng nổi và 3 tầng hầm. Trong đó thì từ tầng 1 đến tầng 8 là trung tâm thương mại, văn phòng. Tầng 9 đến tầng 25 là căn hộ. Và trên cùng thì sẽ có tiện ích như là Sky Pool, bar. Đó thì rất là tiếc, trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có lên được thực tế. Nên là nếu mà anh chị em có cái thông tin gì về những cái tiện ích như là Sky Bar, Sky Pool, các thứ ở cái dự án này thì nhớ comment bên dưới nhé. Nếu mà có dịp thì tôi sẽ cố gắng lên đây để trải nghiệm, bởi vì ra là mình rất là thích review những cái tiện ích nội khu kiểu nó sang trọng, nó hay ho như thế này. Về phân khúc thì mình nghĩ là dự án này nó sẽ phù hợp với các gia đình trẻ hoặc là có nhiều thế hệ một chút, vì ở đây nó có mô hình là chỉ có 2 đến 4 phòng ngủ thôi với diện tích từ 63 m². Nó không có mô hình một ngủ hoặc là studio để mà phục vụ cho những cái người độc thân hoặc là gia đình ít người. Khu này thì nó có 3 tầng hầm và như vậy thì mình nghĩ nó để xe rất là thoải mái. Nó không giống một số khu chung cư mới mà nó chỉ có một tầng hầm thôi, và có rất nhiều cái tình trạng là cư dân tại cái khu chung cư họ không còn chỗ để xe nữa mà họ sẽ phải để xe bên ngoài hoặc là thậm chí là không biết để xe ở đâu cả. Đây là ngã tư này. Nó ngay sát với lại công viên Cầu Giấy này. Tức là đi qua một con đường, đi qua một ngã tư là chúng ta đã tới cái công viên Cầu Giấy rồi. Còn đối diện của nó là, trời ơi, đây cái phần quây tôn này mọi người đang nhìn thấy đây. Phần quây tôn ở bên phải đây, các xe ô tô đang đỗ này là quy hoạch của Đại Sứ Quán Mỹ trong tương lai. Thế thì sao? Thế thì khu này khả năng nó rất là an ninh. An ninh từ đấy là chuẩn đấy, bởi vì xung quanh Đại Sứ Quán Mỹ làm gì có kiểu là trộm cắp gì nhỉ, kiện cáo các thứ đấy, đúng không? Bên cạnh của nó thì có những cái khu mà nhà tạm, ví dụ như là quán cà phê này, cả một cái khu mà chưa xây này. Cũng quây tôn Luxury Park View nhưng mà hiện tại đang làm những cái quán tạm, quán cà phê các thứ, rửa ô tô, xe máy, cơm bình dân. Khu này đường rất là đẹp, mỗi tội là hơi hẹp, một chút mọi người ạ. Đường ở đây nó chỉ có khoảng 2 làn xe thôi, mà mấy cái xe ô tô to này nó đỗ phát là chỉ còn 1 làn. Và như thế thì quá là bí. Đấy, đi một đoạn vòng ra chỗ Phạm Văn Mạch thì là ra huyện Huyết Học rồi. Khả năng là tôi sẽ quay lại nhỉ. Xem trên một số video bàn giao căn hộ tại đây thì có thể thấy là cái dự án này căn hộ sẽ được bàn giao cơ bản gồm có sàn, trần, thiết bị vệ sinh, hệ thống cửa kính bên ngoài thì làm khổ lớn, ban công làm bằng vách kính, làm cho căn hộ thoáng và đón được nhiều ánh sáng hơn. Đây là điểm mà mình rất là thích. Ngoài ra thì dự án này có một đặc điểm mà mình rất là thích là an ninh. Không biết an ninh nội khu nó ngon đến đâu, nhưng ngay cái việc mà nó gần Đại Sứ Quán Mỹ thì chắc chắn là sẽ là an toàn. Chỉ lo là nếu mà anh chị em sống ở đây ấy, thì sợ là đôi khi điện thoại nó sẽ bị phá sóng, bởi vì nó ngay sát Đại Sứ Quán Mỹ. Rồi, đó là sơ sơ những cái điểm mình thích về cái khu này. Có cái điểm mình không thích, đó là cái khu này thì nó sẽ không có sân chơi nội khu, mặc dù là nó đã rất gần cái công viên Cầu Giấy rồi. Dù gì thì mình vẫn thích những cái dự án mà nó có khuôn viên nội khu quay kín cho cư dân. Bởi vì như thế, ngoài cái độ thuận tiện ra thì nó sẽ giúp cho cái việc mà đi dạo, nghỉ ngơi hoặc là giao lưu các thứ ở dưới cái sảnh nó sẽ được an toàn hơn cho cư dân. Đấy, đường nó rất là hẹp, cái đường trước mặt của Luxury Park View ấy. Màu sơn cái thứ nó cũng bình thường mọi người nhỉ. Nó khá là giống cái Golden Park Tower mà chúng ta vừa đi qua. Rất gần công viên. Ôi, đường này quy hoạch rất là đẹp mọi người nhá. Cái độ mịn của đường giải nhựa ấy, nó rất là kiểu hiện đại, không có mấp mô gì cả. Một cái đoạn mà nối ra công viên này này là đường kiểu đường nhựa kiểu lâu rồi đó. Nó lồi lõm thôi chứ còn bình thường rất là ổn. Ở cái đoạn mà trước dự án ấy, đây là Creative này, trường tiểu học, trung học phổ thông đa trí tuệ MIS. Đấy, sau đó là tới một cái cổng phụ của công viên Cầu Giấy. Thế thì những cái cư dân của dự án Luxury Park View này, mặc dù nội khu thì không có cái sân chơi, không có cái khu nào để mà thư giãn, tập thể dục hoặc là ngồi nghỉ các thứ, thì có thể ra luôn cái công viên Cầu Giấy này, rất là ổn, cũng là một cái điểm cộng của dự án này. Rồi, tổng thể cái khu Luxury Park View nó như vậy. Đó là những cái điểm mà mình thích hay không thích. Ngoài ra thì cùng phân khúc ở đây chúng ta sẽ có dự án Sky Park Residence, dự án Golden Park Tower. Thế thì so với cái Luxury Park View này thì mọi người chọn khu nào? Hãy comment ý kiến ở bên dưới để cái cộng đồng chúng ta cùng chia sẻ những cái thông tin có ích về dự án công trình bất động sản nhé. Rồi, ok, chúng ta đã đi từ dự án Luxury Park View và chúng ta đang tới đường Thành Thái trước cổng công viên Cầu Giấy. Hôm nay rất là vui được gặp lại mọi người trong một cái video comeback sau dịch. Hy vọng trong thời gian tới thì chúng ta sẽ cùng đồng hành nhiều hơn trong những cái video trải nghiệm các sản phẩm bất động sản, các cái công trình kiến trúc nội thất của Hà Nội, của Việt Nam. Đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và nhớ like nếu mà mọi người thích cái video này, bởi vì YouTube họ sẽ đề xuất những cái video nào mà có nhiều like để cho nhiều người xem hơn. Và như thế thì cộng đồng chúng ta sẽ được nhiều người cùng giao lưu, thảo luận hơn về chủ đề công trình đô thị bất động sản, đúng không ạ? Thôi, xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, bye bye. Về nhà đây, tôi về nhà đây.